Xin chào bà con cô bác, ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 à, em có lên một lô bonsai mới. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Em rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong clip ngày hôm qua nha. Mà ngày hôm qua thì em còn có cây nữa, cây 14, mũi trắng. Cây này là cây số 1, hàng quái dị Cana, quái dị Cà Mau nha mọi người. Ngày hôm nay em có cái cây mai này cốt cành nó đóng đều, đó em để gì luôn. Thì hôm bữa cũng có một số anh em nói là Tài ơi để có cốt dài dài ra để về nhà mấy anh em chơi cho nó mau chơi. Thì đây, nó là đây. Lâu lâu mới được cây anh em ơi, chứ mấy anh kia nó tàn nó lỏng bắt buộc phải gắt. Đó, cây số 1. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Ngày hôm nay làm gì mà xe đi bên này dữ người ta. Quanh Quanh ở đây thì nó được chỉ có 16 đến 15 năm đó mọi người ơi. Tại lý do Quanh phải đo ở đây nhưng mà nó bị thắt lại, em không có đo được nha mọi người. Cốt cành đóng rất là đẹp luôn, đế thì bao đẹp, nhìn ở ngoài. Đường kính màu hiện tại bây giờ nó là 30, nhưng cây mai này mọi người về nhà mua vô một cái chậu tròn 35 nghe mọi người, chậu tròn 35. Cây rất là đẹp luôn. Đó, cây số 1. One I love you. Cây số 1 em xin Zalo giá bà con cô bác là 3.200.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu mọi người có clip bên em thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Giờ em lên cây số 2. Dạ rồi, cây này là cây số 2 bà con cô bác ơi, quái dị Cana nè. Đó. Đẹp của nó mọi người luôn. Thì lâu lâu em cũng hay cầm những cái mặt hàng mini lên lòng bàn tay gì để cho mọi người biết những mặt hàng này nó nhỏ như thế này thôi. Chứ đôi khi mà tại vì trong một cái video cái điện thoại quay á, đôi khi mình nhìn thấy cái cây mai nó chà bá lửa. Thiệt sự vậy. Đôi khi nhìn thấy cây mai chà bá lửa vậy đó. Em bán cây mai này thì nó chỉ nhỏ tiền thôi. Rồi hoành chỗ này ha mọi người. Chỗ này thì 11. Chỗ này nó được 19, nó được cái cũ nó tự nhiên ở đây nguyên cục xuống đây, nó Citadel trực lắc cộng chữ C. Cây mai này nhìn ở ngoài rất là quái luôn nghe mọi người. Cây số 2, nó cây số 2 này về nhà mọi người lựa chọn sao cái chậu sao nè. Đó, nó như cái bầu đất này nè, vô cây thấy không mọi người, nhìn thấy không, cân xứng lắm. Chiều cao của nó hiện tại bây giờ của nó được 33. Cây số 2. Số 2 em xin Zalo giá bà con cô bác là 900.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Chỉ cần ở trên giường alo nhẹ em cái 0912256200 Tài hả, ship cho anh cây số 2. Em lên tới bà hàng xóm luôn. Giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 bà con cô bác ơi. Đó là một cây hình thú. Nó đế thì nguyên cũ trên này nè. Lâu lâu mới được cây như vậy mọi người ơi. Nó vậy ở ngoài rất là đẹp luôn nghe mọi người. Thấy chưa, hoành hoành không nói lên được tất cả mọi người ơi. Nhiều người cũng hay nói là hoành thì hoành nói gì mà sao em bán giá vậy. Nhiều nơi bán có những cây mai chỉ có vài trăm ngàn thôi, hoành 17. Thì cây của em thì mọi người cũng có cách nhìn nhận riêng nha. Em rất là cảm ơn lúc nào mọi người cũng có em ý kiến, chẳng hạn khen chê đó là một ý kiến đóng góp cho em để em sửa đổi cái kinh của em nha mọi người. Em không có bực bội gì đâu. Chiều cao là 29, đường kính bầu hiện tại bây giờ nó là 28 nha mọi người. Cây mai này nè, về nhà mọi người chỉ cần nó quất cái đọt chủ lên đây thấy không mọi người, cầm dưới này múa cầm dưới này. Tại vì sao muốn mua ở đây ra thì cái đoạn này nó gần quá, mọi người nuôi ra về sau sợ nó thắt lại nè nè. Đó, nó rất là đẹp luôn. Cây số 3. Cây số 3 em xin Zalo giá bà con cô bác là 2.1 triệu em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con nha. Giờ em lên cây số 4. Dạ rồi, cây này là cây số 4 mà con cô bác ơi, cũng là một cây hình thú nha mọi người. Giò cẳng ơi tùm lum tùm la hết mọi người ơi. Cây này nhìn ở ngoài đẹp hơn trong hình, đẹp hơn trong hình nha mọi người. Nó trực lắc, cây mai này nhìn ở ngoài rất là phê luôn, nhỏ gọn mà đẹp. Nó nhiều, nó thật sự nha mọi người, chứ trong một lô về cũng có thằng xấu quắc à mọi người ơi. Hoành 16, chiều cao hiện tại bây giờ của nó là 35, đường kính bầu hiện tại của nó là 27, giò cẳng đầy đủ nha mọi người. Trực lắc cộng chữ C mà cái dàn chân của nó là dàn chân thú nha mọi người. Cây số 4. Cây số 4. Cây số 4 xin Zalo giá bà con cô bác là 1.500.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Nếu mọi người có clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Dậm lên cây số 5. Dạ gọi cây này là cây số 5 bà con cô bác ơi. Thì trong một cái bầy ngày hôm nay em lên là tầm chắc mười mấy 20 cây, thì em cũng pha trộn lô này lô kia vô nghe mọi người, để cho một cái clip nó sẽ có một cái gì đó nhìn cho đỡ ở nhà nhàm chán. Giống như em lâu lâu quay clip cũng pha trò này kia vô để cho mọi người coi đỡ buồn. Chứ đôi khi vô cái nhịn mặt em như đám ma cái không buồn lắm mọi người ơi. Quanh nè hơi khó đo. Quanh của nó chỗ này được 17 nha mọi người.
đo chỗ này thì nó bự mà đo không được. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là 47, đường kính bầu hiện tại của nó là 29. Xoay vòng cho mọi người xem. Nó quái mà bông cực kỳ đẹp luôn, vàng bông của nó cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cây số 5. Cây số 5 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 2.700.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con nha. Giờ em lên cây số 6. Dạ rồi, cây này là cây số 6 bà con cô bác ơi. Cây này là một cây hình thú hơi lết, nhưng có cái dở cái đọt chủ của nó là hơi nghiêng qua một bên. Nè em cho mọi người coi, thì quay sao em cho mọi người xem vậy nha. Vô tình để cây chiếc lông lên trời. Nó, mọi người thấy không? Hơi dở như vậy. Mình sửa trồng đi nữa nó cũng không sửa được nha mọi người. Rất là tiếc. Thôi kệ nó đi, mẹ của thiên nhiên tạo ra nó, giờ mình phải chịu thôi. Hoành, cây số 6, hoành 14. Chiều cao hiện tại của nó bây giờ là 20, đường kính bầu hiện tại bây giờ của nó là 34 nha mọi người. Mọi người lựa chọn cho em một cái chậu tầm khoảng chừng là 35, chậu hột xoài lên cây mai này rất đẹp nha mọi người. Rất là đẹp luôn, nó bắt buộc thôi. Lái thì phải chịu. Mấy bố với em chạy xe tốc độ bây giờ, nghĩa địa không à. Cây số 6 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.200.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con nha. Giờ em lên cây số 7. Dạ rồi, cây này là cây số 7 bà con cô bác ơi. Cây mai này cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Lùng lực nó. Bỏ tội những cái mặt hàng bên em thì em không có bán những mặt hàng lớn được nha mọi người. Tại những mặt hàng này á, thì mình vô chậu cỡ 30, 35, 40 là hết đát rồi. Hoành, hoành 24 nha mọi người. Thôi đó đây đi, hoành 22 nha mọi người. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là 42, đường kính bầu hiện tại bây giờ của nó là 32. Cái này vô một cái chậu lọt lòng tầm 35. Cái này vô chậu rất là đẹp luôn. Mặt bên này hơi móp nhẹ, nhưng mà không sao, nó hơi móp nhẹ không mọi người, chứ hàng lùng lực như vậy cỡ gì mình tìm rất là khó luôn. Cây số 7. Cây số 7 em xin giao lưu với bà con cô bác là 3.400.000 bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Cái mai này là trên cái mình của nó là liền lạc, không có vết thẹo nha mọi người. Không có vết thẹo luôn. Còn cốt cành của nó đóng rất là đẹp luôn. Nó đọt chủ nè, giót đọt lên. Lợp lợp, dựng đọt lên nè, thấy không? Xuống. Dậm lên cây số 8. Dạ rồi, cây này là cây số 8 bà con cô bác ơi. Đó, em cầm lên cho mọi người xem nè. Em làm một cái bầu nhỏ gọn vậy thôi nha mọi người. Nó nhìn ở ngoài rất là đẹp. Cây này thân của nó quái mà cốt cành của nó cũng quái luôn nha mọi người. Có một cái cành phóng mà nhìn rất là có duyên luôn. Đó, chẳng hạn như mình dựng cái đọt lên trên đây nè. Đó, mình làm hình tam giác nhỏ đây. Phạt ra. Đó, bên này cũng có cốt cành đóng rất là đẹp luôn. Nhiều cây nó quái nhưng mà nó không có cốt cành, nhưng mà được cây mai này nè. Nó vừa quái mà cốt cành cũng có luôn. Bông lại đẹp nữa, rất là mau chơi. Cây số 8. Chưa đâu hoành. Dạo này em hơi bị lú rồi. Hoành chỗ này đo phải nó hơi bị thắt lại nha mọi người. Hoành chỗ này nó được 18. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó được 47. Đường kính bầu của nó là 28. Cây số 8 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 3.200.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con nha. Mọi người ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Rất là cảm ơn mọi người lúc nào cũng bình luận đóng góp cho em. Không phải là em thấy nhiều người lên cũng nói mai của tài như thế này thế này. Em không bao giờ mình buồn hay sao. Mình nhìn thấy những cái bình luận đó mình sửa đổi lại cái kênh của mình. Rất là cảm ơn mọi người. Giờ em lên cây số 9. Dạ rồi, cây này là cây số 9 mà con cô bác ơi. Cây này là một cây cây dán đổ nha mọi người. Cây số 9. Để em quay chi tiết em sẽ nói một cái điểm mà em mới làm của nó lại ha mọi người. Đường thân của nó rất là quái luôn. Nó dàn đế bên này rất là tuyệt vời, mà bên này nó chỉ là một cái củ thôi nè. Mọi người thấy không? Bên này chỉ là một cái củ thôi. Cực kỳ đẹp. Nó lô này thì nó bự hơn nha mọi người. Hoành, hoành em đo căn thước là 25, chiều cao hiện tại bây giờ của nó được là 40. Cái chiều mà từ cái đỉnh hiện tại xuống cái cành đổ này thì nó được 50. Chiều dài thì của nó được hết luôn cái bầu đất là được 70. Đó, nguyên dàn đế nè, rất đẹp. Đường kính bầu là được 38. Đó, thì cái cây mai này nè, nó cành đổ xuống dưới này, nhưng mà cái chỗ này em bó băng keo đen nè.
nó ngóc lên đây nha mọi người, nó ngóc lên làm cho mọi người xem, ngóc lên như tay em nè. Rồi em có trẻ ở nhà mà em bẻ xuống cặp nước dây vô rồi em có bôi keo xử lý hết trơn rồi đó. Em mua bán có sao nói vậy nha mọi người đó. Trời ơi nhìn cây mai này, nó quái cũng nội ơi, kỳ cục kẹo luôn á. Rồi cái này là cây số 9. Cây số 9 em giao lưu giá bà con của bác là 4.200.000 bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Này về nhà mọi người cứ đóng, chẳng hạn muốn chơi nhanh thì ghép bo vô ha mọi người, lợp dựng cái đọt mà múa xuống múa theo nó ha mọi người. Nó này đúng chuẩn là cây đổ luôn nè, đúng chuẩn là cây đổ luôn, đổ mà còn đổ quái nữa. Rồi giờ em lên cây số 10. Dạ rồi cây này là cây số 10 bà con cô bác ơi. Đó một cây trực lắc cộng chữ C, nói chung đế rất là đẹp nha mọi người. Nó em cầm trên lòng bàn tay gì nè, cây số 10, hàng mini, hàng để bàn nha. Hoành của nó hiện tại bây giờ là 13, chiều cao của nó là 29, đường kính bầu của nó là 22. Cây này vô một cái chậu 25 nha mọi người, một cái chậu 25 chậu tròn rất là đẹp luôn. Quất lên nó bẻ một cành xuống dưới này, nó đọc chủ nè, múa cành này ra nữa, thấy không, lợp xuống. Cái mai này nhìn ở ngoài nó có duyên hơn. Cây số 10, cây số 10 hàng mini hàng để bàn em xin giao lưu giá bà con của bác là 1.200.000 bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Giờ em lên cây số 11. Dạ rồi cây này là cây số 11 bà con cô bác ơi, một cái củ rất là đẹp luôn mà cái đường thân nó hơi đậu đinh chút xíu nha mọi người, nó không có cốt cạnh quá trời. Cái củ của nó nè, hoành của nó là hoành 19, chiều cao hiện tại bây giờ của nó được là 30, đường kính bầu của nó hiện tại bây giờ là 33. Xoay một vòng cho mọi người xem, củ thì quá trời đẹp luôn. Những mặt hàng này về nhà thì mình, nếu mà như cá nhân em thì em thích chơi ghép hơn nha mọi người, tại nó chưa có cốt cành đó. Cành một nè, đọt chủ nè, lợp ra còn này bẻ tay xíu. Cây số 11 em xin giao lưu với giá bà con cô bác là 1.600.000 bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Giờ em lên cây số 12. Dạ rồi cây này là cây số 12 à, cây quái. Cốt cành thì đóng có sẵn nha mọi người, về nhà thì cũng cứ chơi theo một cái tàn tông cao vậy nè đó, để mình khoe được cái dàn chân với được cái thân quái của nó nha. Đó cây mai này được cái dàn chân nó như con thú vậy đó, bông của nó thì tuyệt vời luôn. Những cái lô này thì em cũng có hay đưa lên cái hình mặt bông cho mọi người xem đó, tại hiện tại bây giờ của nhà em giờ nó hết nở hoa rồi. Cây số 12, hoành thì đo hơi khó mọi người ơi, hoành đo cái này tại vì nó bị thắt lại. Hoành của nó, hoành ở đây nó được 17, chiều cao của nó là 49, đường kính bầu của nó được 30. Cây số 12, cây số 12 em xin giao lưu giá bà con của bác là 2.500.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Cây nhìn ngoài rất là khá cây nha mọi người. Rồi giờ em lên cây số 13. Dạ rồi cây này là cây số 13 bà con của bác ơi, một cây thân trực lắc rất là đẹp luôn, nở lên nè, giót thân. Nó đế thì nói chung nó được dài cổng nhưng mà nhìn nó rất là có duyên á. Cây mai này chỉ có đây nè, mọi người xem chỗ này ha, chỗ này ngày xưa nó có một cái thân dưới này nè, nó mọc lên bởi vì nó nhìn nó chỗ này nó hơi bị móp nhẹ vô nha, bị móp nhẹ vô. Cốt cành nói chung những cái mặt hàng này về nhà ghép là rất là mau chơi luôn. Đế nè, nó hay cái nó nằm dài ra luôn, nằm mặt tiền ta không biết mặt nào luôn. Nó cây số 13, cái củ này em đo được củ chỗ này em đo được 28, còn hoành eo thì em đo chỗ này ha là 16, sát cái cổ của nó được là 18, chiều cao của nó được là 41, đường kính bầu của nó là 35. Cái này vô chậu 35 nha mọi người, cái chậu 35 hoặc 40 cũng được nữa nè. Nếu mà chậu 40 này em để vô nè, vô cái này vô chậu 40 thoải mái hơn chút nha. Nó xoay vòng tròn mọi người xem, cây này đáng để sưu tầm nha mọi người. Cây số 13, cây số 13 em xin giao lưu với giá bà con cô bác là 2.600.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Giờ em lên cây số 14. Dạ rồi cây này là cây số 14 nha mọi người, lâu lâu mới được một con là gọi là dạng như cái đế của nó là ốc sên đó, cái đế nguyên cũ đây nè. Đó cái thế của nó rất hay nha mọi người, có những cây mai mà dạng chân của nó như vậy mà nó thẳng đứng lên á, nó không ra cái dạng như là một con ốc sên. Còn đây cây mai này nè, đế ốc sên mà cái mình của nó cũng vậy luôn nha mọi người, nó giót lên luôn y gan như đang đi, nó đang bò vậy đó.
mà con ốc mà nó bò nó đi hay nó đứng gì nó cũng y gan nhau. Cây số 14 hoành của nó hoành 19 nha mọi người. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó được là 30, đường kính bầu của nó là 26. Cái này mình vô một cái chậu 30 nha mọi người, vô một cái chậu 30 nó nhìn ở ngoài rất khá nha mọi người, rất là khá cây. Hàng này dạng như độc lắm. Rồi cây số 14, cây số 14 em xin Zalo giá bà con cô bác là 2.400.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu mọi người coi clip bên em thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Giờ em lên cây số 15. Dạ rồi, cây này là cây số 15 ạ. Một cây trực lắc cộng chữ C nha mọi người. Đế nè, đẹp. Em cầm lên mọi người xem. Này khoảng chừng 7-8kg quá. Em xoay vòng tròn. Đó, những mặt hàng này về nhà mọi người ghép rất là mau chơi nha. Ghép rất là mau chơi luôn. Hoành của nó hoành 18, chiều cao của nó là 31, đường kính bầu của nó hiện tại bây giờ là 28. Cái mai này mọi người nếu mà lựa chọn một cái chậu đẹp á, mọi người lựa chọn một cái chậu chữ nhật 35 nha mọi người, chữ nhật 35 rất là đẹp. Nó tại vì cái tâm này nó không ngay giữa nè. Theo cá nhân em vậy, còn mọi người muốn lựa chọn sao thì lựa chọn ha. Cây số 15 trực lắc cộng chữ C em xin Zalo giá bà con cô bác là 1.700.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Giờ em lên cây số 16. Dạ rồi, cây này là cây số 16 bà con ơi. Một thân quái nha mọi người, một cây mai dáng quái. Đó, dàn chân rất là đẹp luôn. Có những cái cây mai bày này quái thì chẳng hạn như có những cái cây mai mà nó quái nhiều vòng lên đó, thì nó không hay. Cây mai này chỉ có quái một vòng nữa nè, rồi nó ngóc cái đầu lên. Nó nhìn dạng như là một cây hình thú vậy đó. Cúc cành đóng có sẵn nha mọi người. Nè, về nhà mọi người cứ lợp ra, dựng cái đọt lên lợp ra thêm ha. Hoặc hình tam giác, đó, nó gì nè. Đó, mình khoe được cái dàn chân. Đó, khi mà bứt lá ra đó thì những cái ví dụ như mình chơi bông này kia thì nó nằm trên này hết trơn rồi. Còn dàn chân này thì mình không thấy nè. Đó, nếu mà để những cái dàn chân dài xuống này nữa nó sẽ che hết. Cây số 16 độc lạ nha mọi người. Hoành của nó ở đây được 18, chiều cao hiện tại bây giờ của nó được 43, đường kính bầu của nó là 28 nha mọi người. Rồi cây số 16 em xin Zalo với giá bà con cô bác là 2.500.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác nha. Nếu mọi người coi clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Giờ xin chào tạm biệt mọi người.